Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa a? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu. Tập 114. Chương 1131, Sóng gió hoa khôi giảng đường 3. Học viện tài chính lần trước thậm chí còn không vào được vòng chung kết, lần này muốn dùng thủ đoạn để giành chiến thắng sao? Những cuộc thảo luận như vậy gần như mỗi ngày đều xuất hiện trong nhóm thảo luận của học viện văn học. Từ Giai Nhu cũng lo rằng vị trí đầu bảng của mình không ổn định, những ngày này cô ấy liên tục xuống sân tự mình vận động bầu chọn, thu hút được rất nhiều fan, lo sợ sẽ thua trước Phùng Khó Thua. Nhưng điều cô ấy không ngờ tới là Phùng Khó Thua mà cô ấy coi là đối thủ lớn nhất, thực tế ngay cả trang của cuộc thi cũng không mở, căn bản không hề quan tâm. Nếu cuộc thi này đổi tên thành cuộc thi của nhà họ Giang, có lẽ cô thực sự sẽ bán cả Rolls Royce để đi bầu chọn. Giang cần, ăn nữa. Nhóc tham ăn này, người ta nói người bị cảm thường chán ăn, cậu lại ăn ngon lành, lát nữa mình đưa cậu đi tiêm nhé. Phùng Nam Thư há miệng ăn miếng thịt mà Giang cần đút cho, còn rất vui vẻ nữa, nhưng ngay sau khi nghe nói lát nữa phải đi tiêm, lập tức mặt mày tái mét. Sau bữa trưa, Giang cần nói là làm, đưa tiểu phú bà đến phòng y tế để truyền nước. Dù Phùng Nam Thư có vẻ ngoài lạnh lùng như nữ thần, nhưng bản lĩnh lại nhỏ như hạt lúa, cô vô cùng sợ kim tiêm. Khi bị tiêm, cô phải nắm chặt tay Giang Cần, toàn thân yếu đuối như sợi bún. Khoảng 40 phút, tôi đi ăn trước đây, hai người. Không được làm chuyện gì khác ngoài tiêm nhé. Chiếc giường này không chắc chắn lắm, không chịu nổi giày vò đâu. Nữ y tá nhắc nhở trước khi đi, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang nói ai cũng đều hiểu. Giang Cần cảm thấy người ta đang châm chọc mình, trong lòng tự hỏi bao nhiêu người đã thử qua mà phải đặc biệt nhắc nhở như vậy. Hắn cũng hơi tức giận, trong lòng nói giày vò cái gì chứ. Cô có thể dặn người khác, tại sao lại phải dặn tôi? Không thấy rằng cô gái xinh đẹp quyến rũ như tiên này là bạn thân của tôi sao, cùng với tình bạn trong sáng không tì vết của chúng tôi nữa. Đừng nhìn tôi trông giống Ngô Ngạn Tổ, có sức hút chí mạng đối với phụ nữ, nhưng tôi đi tiểu vẫn còn có thể dọa cương thi chạy mất đấy. Phùng Nam Thư nhíu mày, hơi nghiêm túc, nhìn quanh rồi lại nhìn anh trai, tự nhủ nơi này hơi giống phòng y tế trong video trên trang web kia. Nằm yên đừng di chuyển. Biết rồi. Giang Cần im lặng một lúc, giơ tay nắm chặt lan can giường, mạnh mẽ tạo ra tiếng động, không kiềm chế được mà cười lạnh, còn muốn dọa tôi à? Không phải rất chắc chắn sao? Hai lỗ chí thâm đánh ba chấn quan tây trên đó chắc cũng không sao. Phùng Nam Thư ngây người nhìn hắn, anh trai, anh có vẻ muốn làm chuyện khác ngoài tiêm. Đừng nói lung tung, mình không có chút ý định nào. Giang Cần lấy táo mua sẵn trong túi ra, cắt thành từng miếng nhỏ, đút cho cô ăn. Phùng Nam Thư nằm trên giường bệnh, ngoan ngoãn mở miệng chờ đợi, ánh mắt dính chặt vào hắn không rời. Có lẽ vì cơn sốt chưa hết, tiểu phú bà nằm một lúc rồi đá chiếc chăn ra, đôi chân nhỏ mang tất trắng duỗi ra ngoài giường, lắc lư. Còn có thực vật mọc hoang. Giang Cần chợt ngỡ ngàng, nắm lấy bàn chân ngọc ngà của cô, cởi bỏ đôi tất của cô một cách thuần thục. Bàn chân của tiểu phú bà trắng ngần, ngón chân tròn trịa xinh xắn, mềm mại và thơm tho, chỉ hơi lạnh một chút, cọ mãi mà không ấm lên được. Không phải người ta nói, chân lạnh là vì không được yêu thương sao? Tôi đã cưng chiều cô ấy như vậy mà sao vẫn lạnh? Ông chủ Giang tức giận đến mức suýt chút nữa đã không kiềm chế được. Sau đó, Phùng Nam Thư vụt rút chân về, giấu trong chăn, ánh mắt như một chú mèo đề phòng. Giang Cần là kẻ xấu, không cho anh ăn. Ừ, đến miệng còn có thể bay đi sao? Giang Cần lấy tay mò vào trong chân của cô, tìm mò một hồi, sau khi tìm được mục tiêu đã nhẹ nhàng gãi lòng bàn chân cô, làm cho tiểu phú bà phát ra tiếng nũng nịu. Cuối cùng, không biết thế nào, ông chủ Giang cả người chui vào trong chăn, cùng Phùng Nam Thư chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Mà Phùng Nam Thư thì lợi dụng cơ hội chui vào lòng hắn, ngửa cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt vừa ngầu vừa ngố. Các cô gái thường là mềm mại, thân hình của tiểu phú bà lại quá đỗi kiêu ngạo, cộng thêm chút sốt, nóng bừng lại nhu mì, ôm vào lòng đơn giản là không nỡ buông ra. Hai người nhìn nhau, cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ truyền từ làn da của nhau, tình bạn dường như đang nóng lên. Đừng có lộn xộn,
cẩn thận kim rơi xuống lại phải đâm lại từ đầu. Anh trai, chính anh cứ lộn xộn đấy. Nói bậy, mình chẳng động đậy tí nào cả. Phùng Nam Thư ngơ ngác một lát, tay phải lén lút mò xuống dưới tìm chứng cứ. Trong gang tấc đã bị Giang Cần bắt gặp ngay tại trận, dẫn đến việc phạm tội không thành. Chương 1132, hỏng rồi, không còn trong sáng. 1. Sinh viên đại học đầy sức sống đều biết, trên cơ thể con người luôn có một số bộ phận không nằm dưới sự kiểm soát của bộ não. Sau đó, hai người cứ nhìn nhau, không ai nói gì, thỉnh thoảng chớp mắt, hoặc phập phồng mũi, hoặc phát ra một vài âm thanh kỳ quặc, cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương. Những điều ngây thơ và trong sáng giữa đôi tình nhân, họ không hề thiếu chút nào. 3 năm trôi qua, từ kỳ nghỉ hè năm đó cho đến gần tháng 6 hiện tại, họ đã bên nhau 3 năm, nhưng tình cảm dành cho nhau lại càng ngày càng mãnh liệt hơn trước. Giang Cần dù không thừa nhận bằng miệng, nhưng hắn biết hắn đã không thể mất đi Phùng Nam Thư được nữa. Tiểu phú bà đã đánh cắp nhà hắn, gọi hắn là anh trai, thích dính lấy hắn này, đã trở thành một trong những sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Hắn từng nghĩ nếu mình phá sản sẽ ra sao, dĩ nhiên là sẽ đau khổ, nhưng ít nhất cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng một lần ngắm nhìn, núi sông nhỏ bé, như vậy cũng đáng giá. Nhưng hắn chưa bao giờ dám nghĩ mất đi Phùng Nam Thư sẽ ra sao, bởi vì đơn giản hắn không dám tưởng tượng. Cảm thấy hơi buồn chán, hay là chúng ta hôn nhau nhé? Giang Cần ôm chặt tiểu phú bà vào lòng, sau đó dịu dàng tiến gần, trước tiên là một cái, hôn nhẹ nhàng, sau đó là một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng hút môi, ngọt ngào tới tận xương tủy. Phùng Nam Thư cũng không ngờ rằng anh trai nói hôn là hôn luôn, cô hơi ngớ ra một chút, nhưng không bao lâu sau cũng bắt đầu đáp lại, linh hoạt không tưởng. Nhưng Giang Cần không tính trước một vấn đề. Họ đã từng đứng hôn, đã từng ôm nhau hôn, nhưng chưa bao giờ nằm hôn, khiến không khí lần này trở nên mờ ám hơn nhiều so với trước. Mà khi trước hôn tiểu phú bà, cô gần như mềm nhũn cả người, đứng không vững, cần Giang Cần dùng tay ôm lấy, bây giờ có giường làm chỗ dựa, hóa ra lại không cần nữa. Nhưng không cần thì không cần, bàn tay phải của hắn lại trở nên nhàn rỗi. Mọi sinh viên đại học có bạn thân đều hiểu, khi hôn bạn thân mà có một bàn tay rảnh rỗi thực sự là một chuyện rất khó chịu, mức độ khó chịu không kém gì có một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Thêm vào đó, tay của Giang Cần luôn có suy nghĩ riêng của mình, vì vậy bắt đầu dùng thập bát mó lướt qua một cách không kiểm soát. Tiểu phú bà hoàn toàn choáng váng, ngay cả khi môi vẫn còn chạm nhau, cô cũng không kìm được mà gọi một tiếng anh, bàn tay nhỏ nắm chặt cổ áo của Giang Cần càng thêm chặt. Giang Cần cũng như bị lú, đầu óc ù ù, trong lòng nghĩ thầm không ổn, dường như mình đã làm điều gì không trong sáng. Không phải, sao lá gan của mình lại lớn đến vậy? Sau một lúc lâu, Giang Cần buông môi cô ra, nằm trên giường, cảm nhận trái tim đập dữ dội, chìm vào im lặng vô tận. Con người phải có giới hạn đạo đức của mình, nếu không thì khác gì con chó. Việc hắn thường xuyên trêu chọc môi cô đã đủ, làm sao có thể được voi đòi tiên. Giang Cần cảm thấy mình quá đáng, đúng là cầm thú, sau đó tự trách mình rất lâu, từ mọi góc độ phê phán sự thất lễ của bản thân, mới chậm rãi rời bàn tay phải ra. Phùng Nam Thư co ro trong vòng tay Giang Cần, không hề cử động, cho đến khi Giang Cần vỗ nhẹ vào lưng cô. Cô mới lùi đầu ra khỏi chăn, nhưng khuôn mặt nhỏ bé không hoàn toàn lộ ra, chỉ để lộ đôi mắt đẹp. Cô thấy xấu hổ. Thuốc sắp truyền hết rồi. Anh, phía sau cái nắp còn có một chai nữa. Rầm. Thay vì tiếng của Giang Cần, đáp lại Phùng Nam Thư là tiếng động lớn khi một bên giường bệnh bất ngờ sập xuống. Toàn bộ cơ thể Giang Cần trượt xuống, mông suýt chia thành 8 mảnh, nhưng hắn vẫn nhanh chóng ôm lấy Phùng Nam Thư, dùng thân mình làm đệm cho cô. Lúc này, Giang Cần nín thở, còn tiểu phú bà nằm trên người hắn lại mang vẻ mặt nghiêm túc, hỏi một câu, anh ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nữ y tá của phòng y tế trường học đến đúng giờ, dù sao cũng phải rút kim trước khi hết thuốc, nếu không máu sẽ bị rút lên. Cô ấy còn ngân nga bài hát trước khi vào cửa, nhưng sau khi vào thì trở nên im lặng. Được lắm, không hổ là sinh viên đại học, bảo không được làm cái gì thì cứ làm cái đó. Giang Cần thở sâu một hơi, chị đừng hiểu lầm, chúng em đâu có làm gì ngoài việc truyền nước. Phùng Nam Thư gật gù, không. Làm tí gì? Giải thích, đây là cách cói lái của câu không làm tí gì. Hết giải thích. Đúng đúng. Y tá cũng là một người trẻ tuổi, không tin vào những điều này, đi tới giúp Phùng Nam Thư rút kim,
còn cẩn thận quan sát một lúc, quậy đến mức này mà kim vẫn không bị lệch, có chút kỹ thuật đấy. Phùng Nam Thư nghe ai đó khen Giang Cần thì cảm thấy vui vẻ, chị là người tốt, Giang Cần giỏi nhất. Giang Cần vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô, bây giờ không phải lúc khen ngợi mình. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1133, hỏng rồi, không còn trong sáng, 2. Để lại số học sinh, tên, lát nữa cả trường sẽ được thông báo. Giang Cần hít một hơi thật sâu, trong lòng nói xong con mẹ nó phim rồi, chị y tá, có lẽ chị không biết, em là Giang Cần. Y tá cười, làm sao tôi không biết, Giang Tổng đúng không, người có giá trị mấy trăm triệu, bây giờ cả căng tin toàn là tin tức về cậu, tôi đâu có ngốc. Vậy nên, không có vậy nên, giường bệnh là của trường, hư hỏng phải ghi rõ lý do, tôi không thể nói là nó tự tử được, Giang Tổng đừng làm khó tôi nhé. Nhưng cậu cũng không cần phải lo lắng, tôi chỉ báo lên thôi, có thông báo hay không là quyết định của phòng quản lý trường. Sau một hồi lâu, Phùng Nam Thư trở về ký túc xá, trước khi vào cửa cô vẫn còn nhìn ngược mình. Cao Văn Tuệ đang viết tiểu thuyết trong ký túc, thấy cô về có vẻ ngạc nhiên, cậu và Giang Cần không phải cứ dính lấy nhau cả ngày sao? Sao hôm nay về sớm vậy? Giang Cần đi tìm ông nội hiệu trưởng rồi. Tại sao? Anh ấy và em làm chuyện khác trong khi truyền nước. Phùng Nam Thư nhìn Cao Văn Tuệ, Văn Tuệ, tớ hỏi cậu một chuyện. Cao Văn Tuệ dừng đánh máy, chuyện gì? Bây giờ cậu còn tè dầm không? Tớ đã lớn rồi, làm sao còn tè dầm được? Phùng Nam Thư im lặng một lúc, vậy nếu Vương Hải Ni tè dầm, cậu có chế nhạo cô ấy không? Cao Văn Tuệ sửng sốt một chút rồi bật cười, tớ có thể cười đến khi tốt nghiệp. À, cậu hỏi cái này làm gì? Vương Hải Ni tè ướt quần à? Phùng Nam Thư bĩu môi, lạnh lùng hồi lâu, không nói hết câu, sau đó quay người vào phòng vệ sinh và khóa cửa ban công lại. Cao Văn Tuệ vẫn không biết, chính vì câu trả lời sai lầm của mình mà Phùng Nam Thư đã phán xử cô ấy có tội. Tước quyền đi tiểu của cô ấy suốt một buổi chiều, cho đến khi mình giặt xong con hổ nhỏ. Thông báo? Thông báo cái gì? Em, làm sập giường phòng y tế. Trong văn phòng của bộ phận quản lý trường, Trương Bách Thanh mở hệ thống trên máy tính lên nhìn, ồ, thấy rồi, chỉ viết là chân giường bị gãy, em tìm người sửa lại, hoặc mua cái mới là xong, chuyện nhỏ này còn đáng thông báo à? Giang Cần nín thở, tự nhủ chị y tá thật là ghê gớm, rõ ràng là chơi khăm mình, có lẽ vì cô ấy không có bạn thân, nên mới ghen tị. Hắn rời khỏi văn phòng, gọi điện cho Ngụy Lan Lan, nhờ cô ấy mua một chiếc giường mới gửi đến phòng y tế, là cái loại chắc chắn nhất thế giới, có thể chịu được hai lỗ chí thâm đánh ba chấn quan tây. Tiểu phú bà cảm thấy dường như cơn cảm của mình qua đi quá nhanh, chỉ trong nháy mắt cô đã trở lại với vẻ mạnh mẽ không có anh trai tôi cũng rất phách lối. Có điều, bệnh tình của mình được cải thiện lại khiến cô không hề cảm thấy vui vẻ, rõ ràng phải truyền thêm một chai dịch nữa thì mới khỏi cơ mà, quả thật là quá nhanh. Hơn nữa, cô cũng không được chứng kiến cảnh hai lỗ chí thâm đánh ba chấn quan tây. Sau khi cơn cảm của cô qua đi, Giang Cần bắt đầu bận rộn trở lại, hắn như ngựa không ngừng vó câu, bắt đầu thực hiện kế hoạch cổ phần hóa cho nhân viên trong công ty. Thành lập công ty hợp danh để làm nền tảng cổ phần hóa cho Manti Group, tiến hành phân phối quyền sở hữu. Ngày 20 tháng 5, tức ngày 18 tháng 4 âm lịch, vòng phân phối cổ phần đầu tiên được trao cho nhân viên lâu năm của 208, dựa trên cấp bậc và đóng góp, mỗi người đều nhận được số lượng tương ứng. Tiếp theo là các quản lý phân trạm, trưởng bộ phận. Bất kỳ ai đáp ứng được yêu cầu về thâm niên làm việc và vượt qua đánh giá của bộ phận nhân sự, hầu như đều nhận được một phần cổ phần không đồng nhất. Sáng hôm đó, sau khi công bố công khai, đọc và ký kết thỏa thuận cổ phần, từ Lâm Xuyên đến 4 thành phố hàng đầu, rồi đến các thị trường cấp 2 và 3, tất cả nhân viên các phân trạm đều vui mừng khôn xiết. Bởi vì giờ đây, họ không còn là người lao động chỉ nhận lương cứng mà thôi. Mọi người cùng nhau cố gắng, công ty phát triển mạnh mẽ, lợi nhuận chảy về không ngừng, của cải chất chồng như núi, ai nghĩ đến cũng thấy hào hứng. Tôi cảm thấy mình sắp đạt đến tự do tài chính rồi. Ngụy Lan Lan tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chị Tô Nại, chị nghĩ sao? Biết trước thế này thì chị đã không vất vả để thi lấy bằng lái. Tại sao? Tô Nại nhẹ nhàng mím môi,
chị cảm thấy sau này có lẽ thật sự có thể thuê được tài xế. Đồng Văn Hào nghe thấy vậy liền ngẩng đầu, có ai phát hiện ra không, bánh vẽ của ông chủ thực sự là loại có thể ăn được. Ông chủ là thần bút Mã Lương à? Những từ đầu tiên khá chính xác. Lúc 3 giờ chiều, bản kế hoạch cổ phần cho nhân viên do Manti Group phát hành đã được lan truyền trên mạng. Sau khi được báo chí đưa tin rộng rãi, tin tức đã nhanh chóng lan truyền, khiến các giám đốc điều hành trong ngành bắt đầu thảo luận riêng tư. Chương 1134, cổ phần khích lệ, 1. Họ có ghen tị không? Chắc chắn là có. Phật tổ Như Lai xuất hiện cũng phải niệm một tiếng A-di-đà Phật, lòng ghen tị của lão nạp đậm đà như màu tím. Thậm chí, nhiều người còn bắt đầu nghĩ đến chuyển công việc, hy vọng Khang Kính Đào sẽ lại ra tay một lần nữa, đến phân trạm của họ đào một sẻng, để họ có thể nhanh chóng phản bội. Tối ngày 20, ánh đèn đầu tiên của buổi tối bắt đầu lên, đêm sâu hun hút, tin tức về kế hoạch cổ phần cho nhân viên của Manti Group đã lan truyền suốt một ngày, khiến nhiều kênh tài chính bàn tán về sự việc này. Cho đến tận buổi tối, sức nóng của thông tin này vẫn không hề giảm sút. Trong khi đó, tại một quán ăn bẩn thỉu trong một khu dân cư nghèo Thâm Thành, Giang Thao, Phan Đông Tử và một số cựu chủ quản của Manti Group ngồi cùng nhau, sau khi xem xong bản tin, họ rơi vào im lặng rồi bắt đầu uống rượu mà không nói gì. Trong một tháng qua, họ đã trải qua một chuỗi sự kiện lên xuống thất thường, tưởng chừng như một mùa màng bội thu, nhưng chỉ trong nháy mắt lại mất đi tất cả. Nhưng con người có sức mạnh phi thường, có khả năng tự chữa lành, khi đối mặt với sự thật không thể chối từ, họ chỉ có thể tự an ủi mình rằng mọi chuyện đều là sắp đặt tốt nhất của số phận. Ban đầu, họ tự an ủi mình, có tâm trạng thì ra ngoài uống rượu, nhưng tin tức này vừa phát ra, họ lại lập tức vỡ hết lớp phòng thủ. Các anh, đã tìm được việc làm chưa? Bây giờ tôi đi giao nước cho người ta, bình nước lớn ấy. Bao nhiêu tiền? Hơn 2.000. Vừa đủ để sống, đảm bảo bản thân có thể tồn tại, sau đó sẽ tiếp tục tìm việc. Còn lão Phan thì sao? Sau khi tin tức của trang đầu tối nay phát ra, tôi đã phỏng vấn vài công ty nhưng đều bị từ chối, nên tôi quyết định không cố gắng nữa. Định về quê mở một cửa hàng nhỏ, con cái cũng đi học rồi, tôi không muốn bỏ lỡ tuổi thơ của chúng. Giang Thao im lặng một hồi lâu, đột nhiên ném thật mạnh chiếc cốc xuống bàn, tất cả đều là do Tống Hùng, nếu không có hắn, chúng ta đã không mất việc, thậm chí còn có cơ hội nhận được cổ phần. Phan Đông Tử nhìn y một cái, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của anh ta, chúng ta lúc đó đều bị mờ mắt mất rồi. Vậy cũng là do Tống Hùng mang mỡ lợn đổ lên người chúng ta, đậu má, để tôi tìm được hắn, nhất định phải đánh cho hắn bán sống bán chết. Anh ta trốn rồi à? Hôm qua tôi say rượu đã đến đập cửa phòng hắn, cho má, không hề có một tiếng động nào. Tôi nghe nói, Manti Group đang muốn truy cứu trách nhiệm gián điệp của anh ta, không biết thật giả thế nào. Giang Thao hít một hơi thật sâu, dù hắn có ngồi tù cũng là xứng đáng, nhưng hắn đã khiến chúng ta mất đi nhiều thứ như vậy, khoản nợ này phải tính thế nào? Phan Đông Tử vỗ vỗ vai y, trên đời này không bán thuốc hối hận đâu, rốt cuộc chúng ta vẫn quá ngốc, dễ dàng bị lừa, nếu lúc đó chúng ta kiên định ở lại Manti Group. Nếu kiên định ở lại Manti Group, lời của Phan Đông Tử mới nói được một nửa đã không thể nói tiếp, rồi uống cạn ly rượu trong tay. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều chìm vào im lặng. Một đời người luôn phải đưa ra lựa chọn, cũng sẽ gặp phải vô số phương án, và họ, không nghi ngờ gì, đã chọn một phương án tồi tệ nhất vào thời khắc quan trọng nhất. Nhớ lại ngày họp hôm đó, họ vội vàng ký vào thỏa thuận thôi việc, chỉ mong được nhanh chóng chui vào vòng tay của trang web nắm tay, ngả mũ nịnh bợ họ Khang kia. Kết quả đến bây giờ họ mới tỉnh táo nhận ra, hóa ra họ đã tự mình rời bỏ một nơi mà nhiều người khác ao ước muốn chen chân vào. Nhất là tin tức hôm nay, thực sự làm họ hiểu được cái gọi là lỡ mất một cơ hội phát tài to lớn. Có điều, dựa theo định luật bảo toàn năng lượng, một số người mất đi, sẽ có người khác nhận được, như những người đã nhìn thấy cơ hội và quyết định nhảy việc một cách quả quyết. Trưa ngày 21 tháng 5, Giang Cần đặt chân xuống Thâm Thành, gặp gỡ người chịu trách nhiệm của phân trạm phố đông trước đây của trang web nắm tay, Trúc Kim Phúc. Ông chủ, tôi là lão Trúc đã từ bỏ bóng tối để tìm đến ánh sáng. Ồ, Trúc Tổng, từ lâu tôi đã nghe danh về ông, mọi người đều nói ông và tôi rất giống nhau. Trúc Kim Phúc gật đầu thật mạnh, đúng vậy, tôi đã tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp của chúng ta từ lâu, chỉ đang chờ dịp để chuyển việc thôi.
Thật sự là Khang Kính Đào đến hơi muộn, nếu không tôi đã sẵn lòng xông pha cho Manti Group rồi. Giang Cần vỗ nhẹ vai y, nghe cách ông nói, tôi biết ông rất muốn tiến bộ, Manti Group cần những nhân tài như ông. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng sếp. À, Trúc Tổng, tên đầy đủ của ông là gì nhỉ? Trúc Kim Phúc. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1135, cổ phần khích lệ 2. Sau khi nghe xong, Giang Cần liên tục khen ngợi, hắn nghĩ cái tên từ Khải Toàn đã đủ may mắn, không ngờ rằng lại còn có người may mắn hơn cả Khải Toàn. Vừa là vàng lại vừa là phúc, quả thực là điềm lành. Đây thực sự không phải là mê tín dị đoan, mà có cơ sở. Chẳng hạn như tên gã gián điệp đó là gì nhỉ? Tống Hùng. Hay thật, Tống hết chủ quản của mình cho người khác. Dĩ nhiên, sau khi Tống Hùng được chuyển đến trang web Nắm Tay, chủ quản và giám đốc của Nắm Tay lại Tống về cho mình, mê tín một lần nữa ứng nghiệm. Khải Toàn. Sếp, tôi đây. Lát nữa triệu tập toàn thể nhân viên để họp. À, cây phát tài cần được tưới nước nữa. Dạ sếp. Buổi chiều, chi nhánh Thâm Thành đã tổ chức cuộc họp toàn thể. Các bộ phận đều đã tổng kết trận chiến Thâm Thành lần này, khiến Giang Cần liên tục gật đầu. Diệp Tử Khanh cũng bay từ phố Đông tới, cùng đi với cô ta là Thôi Y Đình. Họ đến đây không phải để tham dự cuộc họp, mà là để tận mắt nhìn thấy thị trường mà mình đã mất, cũng coi như kết thúc một niềm tiếc nuối từ thời kỳ đội Tùy Tâm. Khi họ đến phân trạm, vừa kịp thời gian tổ chức cuộc tổng kết, nên cũng tham gia luôn. Thị trường Thâm Thành là một phần vô cùng quan trọng trong toàn bộ kế hoạch mua chung. Để đạt được bước tiến như ngày hôm nay, mọi người đã rất vất vả. Tôi không phải là một ông chủ giỏi tạo cảm xúc, không nói nhiều lời nữa, tất cả đều nằm trong tiền. Việc quét sạch thị trường chỉ là một khởi đầu, còn việc vận hành hàng ngày mới thực sự là điểm mấu chốt, hy vọng mọi người sau này có thể đoàn kết, nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Trên bục phát biểu, Giang Cần mở cặp sách để lộ ra từng chồng tiền mệnh giá lớn màu đỏ, phát theo từng bộ phận, khiến Thôi Y Đình nhất thời thất thần. Thực ra, khi cô ta còn làm việc ở đội Tùy Tâm, cô đã thấy Chu Trấn Hào rất giỏi thể hiện, nhưng vẫn không sánh kịp phong cách của Giang Cần. Đợi đến khi tiền thưởng được phát xong, trong cặp vẫn còn vài chồng tiền, Giang Cần xé giải băng dính, rồi ném từng nắm ra, những tờ bạc màu đỏ bay lả tả khắp nơi, khiến mọi người xôn xao tranh giành. Thôi Y Đình không định tranh giành, bởi vì cô ta vốn không phải nhân viên Manti Group, tranh giành tiền của người khác thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng điều khiến cô ta không hiểu là, vị Giang Tổng trẻ tuổi này, giải tiền không tiếc tay, từng chồng, tựa hồ như đang cố ý ném về phía mình. Ánh mắt lạnh lùng, động tác phóng khoáng, khiến trái tim của người phụ nữ sắp 30 tuổi này đập thình thịch, tai cô ta cũng đỏ bừng, tự nhủ sao lại bá đạo như vậy. Đúng là như trong tiểu thuyết, Diệp Tử Khanh cũng ngạc nhiên, Y Đình, sao cậu lại giành được nhiều thế? Cậu ta, hình như cậu ta cố ý ném vào lòng tớ vậy. Thôi Y Đình bày tỏ suy nghĩ của mình. Không thể nào, sếp lại không phải không nhận ra cậu, biết cậu không phải nhân viên của chúng tớ. Tớ cũng không hiểu, cậu ta có ý định thu nạp tớ không? Thật sự, tớ đã bị hấp dẫn. Thôi Y Đình cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất, nếu không việc ném tiền vào người nhân viên của người khác thật quá vô lý. Trong lúc đang nói chuyện, Giang Cần từ trên sân khấu đi xuống, nhìn thấy bó tiền dày cộm trong tay Thôi Y Đình, nói, xin lỗi. Hình như chị không phải là nhân viên của bọn em đã đưa nhầm. Giang Cần đòi lại tiền, cất vào túi mình, vui vẻ kêu mọi người đi ăn tối. 80.000 được giải ra, sau đó thu hồi được hơn 20.000, nhưng hiệu quả thực sự là 80.000. Mẹ kiếp, thủ thuật này đã được sử dụng lần thứ hai, vẫn hiệu quả như vậy. Thôi Y Đình hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Diệp Tử Khanh do ở lâu với họ, chó tính rầm thấm lâu, có lẽ hiểu được ý đồ của Giang Cần. Sếp vừa giải một đống tiền 89.000, 1/3 trong số đó là về phía cậu, hiệu quả đã đạt được. Sau đó cậu ta thu hồi lại 1/3, nhưng mọi người đều chỉ nhớ cậu ta đã giải ta 89.000. Thôi Y Đình mở miệng, Khang Kính Đào thua không oan, thật sự không oan. Giang Cần không ở lại Thâm Thành lâu, chỉ sau 3 ngày, hắn đã đáp máy bay trở về Lâm Xuyên. Vào thời điểm đó, cuộc thi Hoa Khôi và Nam Vương của Jihu đã bước vào giai đoạn chung kết cuối cùng. Bảng xếp hạng Nam Vương hiện tại cơ bản đã ổn định,
top 5 nam thần đã dần nới rộng khoảng cách về số phiếu, có vẻ như thứ hạng không còn nhiều biến động. Tuy nhiên, bảng xếp hạng Hoa Khôi vẫn còn rất cạnh tranh, không ít kịch tính. Đặc biệt, cuộc chiến giành ngôi vị số 1 giữa Phùng Khó Thua và Từ Giai Nhu những ngày gần đây càng trở nên gay gắt, tạo nên không khí căng thẳng đến phát nổ. Chương 1136, hình ảnh, vi phạm quy định 1. Chỉ có điều, chính Phùng Nam Thư lại tỏ ra ngơ ngác, không hề quan tâm đến danh hiệu Hoa Khôi mà lại đặc biệt quan tâm đến cảm cúm. Tôi thật sự không phải là số 1 trên bảng xếp hạng Nam Vương sao? Ngô Ngạn Tổ giờ cũng không ổn nữa ư? Hướng thẩm mỹ bắt đầu thay đổi từ khi nào thế? Ông chủ, hay là chúng ta dùng hệ thống ở hậu trường để thay đổi số phiếu cho cậu nhé, thêm vào mấy nghìn phiếu, để họ biết ai mới thực sự là ông chủ. Thôi, mọi người biết ai đẹp trai nhất là được, dù có đạt được vị trí số 1 hay không không quan trọng, quan trọng là cuộc thi này tạo ra xu hướng. Giang Cần ngồi trên ghế ông chủ, nhìn người đứng đầu bảng xếp hạng có vẻ ngoài giống Nghiêm Khoan, mỉm cười nói, lần này xem như tôi nhường cho cậu. Cuộc thi Hoa Khôi và Nam Vương lần này, mục đích ban đầu là để tăng cường hoạt động hàng ngày cho diễn đàn, mà làn sóng lưu lượng này tất nhiên phải tận dụng để kết nối với Manti Group và trang đầu tối nay. Việc tăng cường lưu lượng cho trang đầu tối nay tương đối đơn giản, chỉ cần chờ kết quả cuộc thi được công bố, viết vài bài phỏng vấn đăng tải. Sau đó mời nhiếp ảnh ra chụp một số hình ảnh độc quyền, khoe cơ bụng và đôi chân trắng nõn, chắc chắn sẽ có lượng người theo dõi đáng kể. Cả nam lẫn nữ, tất cả đều được thu vào lưới. Về phần Manti Group thu hút người dùng, chắc chắn là sẽ phát hành mã giảm giá cho fan hâm mộ của các Hoa Khôi và Nam Vương. Sau đó, sẽ thiết kế những huy hiệu và bộ sưu tập hình ảnh giới hạn dành riêng cho họ, đưa lên Manti Group với số lượng có hạn để mọi người tranh nhau mua. Những chiêu trò này với việc bán ly trà sữa chẳng qua cũng giống nhau, đều là chiến lược marketing hướng đến sinh viên đại học. Kiếm tiền hay không không quan trọng, mục đích chính là để tạo thói quen tiêu dùng. Có điều, vì cuộc thi lần này liên quan đến các trường đại học trên toàn quốc nên khối lượng công việc khá lớn. À, sếp ơi, trong lần đua top gần đây, những bức ảnh do các nữ sinh đẹp nhất đăng tải thật sự rất ấn tượng. Một số bức ảnh vi phạm quy tắc không được duyệt, tôi đã giữ lại, nghĩ rằng sếp có thể muốn xem xét. Giang Cần cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong hệ thống nội bộ của mình có một gói dữ liệu Đồng Văn Hào gửi tới, dung lượng lên tới 2.5GB. Hình ảnh vi phạm quy tắc, 2.5GB hình ảnh vi phạm, đó phải là sự vi phạm như thế nào, đẹp đẽ và hoành tráng đến nhường nào. Biểu cảm của ông chủ Giang lập tức trở nên nghiêm túc. Tốt, vậy hãy để tôi xem những hình ảnh này vi phạm ở chỗ nào. Giang Cần click một tiếng mở gói dữ liệu ra, nín thở lần lượt phóng to từng tấm hình, chiêm nghiệm một hồi lâu, không ngừng thốt lên khen ngợi. Môi trường mạng năm ấy hoang dã vô cùng, sự giám sát cũng không được chặt chẽ, mọi người đăng ảnh rất táo bạo, đầy đặn và hấp dẫn. Đây chính là lợi ích của việc có quyền hạn, mẹ kiếp, muốn xem gì mà không có. Còn cần phải mua thành viên của người khác sao? Ủa, sao trong này lại? Có cả ảnh của tôi. Đồng Văn Hào sững sờ một chút. À, đó là do sếp bà gửi vào mục tham gia của mình, vì không phải bản thân, nên nhóm kiểm duyệt không cho qua. Giang Cần không hiểu. Tại sao cô ấy lại đăng ảnh của tôi lên cuộc sự thi của mình? Ảnh của sếp bà có vẻ như được ai đó chụp lén, chỉ là một bên hồng nhan, còn bức ảnh của cậu cũng là một bên hồng nhan. Tôi đoán sếp bà không mấy hứng thú với cuộc thi, nhưng lại muốn tạo một cặp đôi avatar với cậu. Thời đại cá tính hóa của năm 11 vẫn chưa qua, những bức ảnh một bên hồng nhan, hơi mờ như thế này rất được ưa chuộng. Đừng nói, bức ảnh dự thi của Phùng Nam Thư và bức ảnh một bên hồng nhan của mình thực sự rất hợp, nói không phải avatar đôi cũng không ai tin, cô ấy chắc hẳn đã chọn lựa rất lâu. Giang Cần im lặng một lúc, bỗng nhiên thốt lên A-di-đà-phật, mang theo tâm trạng đầy áy náy, xóa hết những hình ảnh vi phạm cỡ lớn và trắng trẻo đó. Hãy tưởng tượng, nếu tiểu phú bà lén lút xem ảnh cơ bụng của người khác, mình chắc chắn sẽ đánh mông cô ấy. Vậy nên đổi lại, hắn cảm thấy mình cũng không nên xem hình ảnh những cô gái cỡ lớn và trắng trẻo nữa. Giữa những người bạn thân, cần phải có sự thẳng thắn như vậy. Dẫu sao, mình cũng không phải là đồ háo sắc, thích nhìn mấy thứ này. Cún, qua đây. Gầu. Tiếng chó sủa vang lên, Bát Thiên Phú Quý với thân hình mập mạp, chạy đến chân Giang Cần, quấn quanh đó một vòng. Nó là chó của sếp ông và sếp bà,
mang danh hiệu chó thái tử, là thú cưng được yêu chiều nhất tại trụ sở Manti Group. Bởi vậy nó được ăn ngon hơn cả người, bây giờ đã gần như mập mạp thành một loài khác. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1137, hình ảnh vi phạm quy định 2. Giang Cần cúi đầu nhìn, đây là bát thiên phú quý của tôi sao? Đúng vậy, sếp, vãi lúa, nó mập đến mức tôi còn không dám nhận nữa. Giang Cần vươn tay vuốt ve bộ lông của nó, mày thực sự xứng đáng với cái tên phú quý của mình. Phú quý phát ra tiếng rên rỉ, dường như rất thích thú khi được vuốt ve như thế. Nửa ngày sau, Giang Cần đã xử lý xong tất cả các phản hồi trong hệ thống nội bộ, vội vã ăn tối, sau đó hắn tựa vào lưng ghế của mình, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an. Tiếp theo, hắn lén mở thùng rác, khôi phục lại thư mục hình ảnh vi phạm quy tắc, lại một lần nữa thưởng thức chúng. Chết tiệt, sao sự ân hận của đàn ông lại ngắn ngủi đến thế? Giang Cần vừa xem, vừa tự chỉ trích mình, lặp đi lặp lại hành động đó. Việc này cho thấy điều gì? Đó là một số người, dù là kẻ háo sắc nhưng điều đó cũng không cản trở việc họ là những quý ông đích thực. Sếp, sếp đang làm gì vậy? Lúc này, Tô Nại đẩy cửa vào, mang theo một đĩa bánh kem, cũng thuận miệng hỏi một câu. Giang Cần nghe thấy, ho khan một tiếng, đóng cửa sổ lại, nói rằng không có gì, cả như một quý ông chân chính. Tô Nại và Đồng Văn Hào khác nhau. Đồng Văn Hào là cận vệ trung thành của mình, nhưng Tô Nại lại thân thiết hơn với bà chủ nhà mình hơn, nếu cô ấy thấy được, cô ấy thực sự dám tố cáo. Lúc đó, Phùng Nam Thư lại phát ghen, đến khi hắn mềm nhũn cả người mới thôi. Trên người không còn cứng cỏi, hoàn toàn không chịu nổi dù chỉ một chút. Giang Cần nhìn chiếc bánh kem cô ấy mang đến, đây là cái gì? Cô sinh nhật à, tôi vừa lấy được bằng lái xe. Tô Nại tự hào ngẩng đầu, quá đỉnh, đúng là đáng để mừng thật, tôi muốn có xe. Giang Cần vừa cầm thìa sắp múc, nghe xong lập tức ngừng lại, cô nghĩ một chiếc bánh kem có thể đổi lấy một chiếc xe à, cút cút, mẹ nó, cô học cái thái độ chó chết này từ ai? Tô Nại nheo mắt, cậu đã nói nếu tôi có thể lấy bằng lái xe trong năm nay, cậu sẽ thưởng cho tôi. Tôi chỉ là chế nhạo cô, bằng lái xe mà mất 3 năm mới lấy được, cô không nghe ra sao, nhưng bây giờ tôi đã lấy được rồi. Giang Cần múc một thìa bánh kem nhét vào miệng, rồi lắc đầu, không phải không cho cô xe, tôi thực sự lo lắng về kỹ năng lái xe của cô. Thế này đi, cô trước tiên cứ lái xe của công ty nửa năm, sau đó tôi sẽ chuẩn bị xe cho cô. Vậy phần thưởng của tôi thì sao? Tôi sẽ mua cho cô gói thành viên video 3 năm. Tô Nại tức chết mất, chỉ vì gói thành viên video 3 năm mà đã muốn dụ dỗ cô ấy, thật là coi thường người khác quá, ít nhất phải 5 năm. Giang Cần gật đầu, biết rồi, cô gái háo sắc à, có một việc cần thông báo với cô, tuần sau cô sẽ đi công tác ở Thượng Hải, có khả năng sẽ định cư ở đó. Hả? Đội ngũ tuyển dụng của trung tâm thuật toán đã gần như hoàn thành, cô đến giúp tôi quản lý một thời gian. Chúng tôi sẽ tiến hành một số thử nghiệm trên trang đầu tối nay đối với thuật toán gợi ý, sau khi kỹ thuật ổn định sẽ áp dụng lên Manti Group. Trong những ngày tiếp theo, top 5 nam sinh và nữ sinh đẹp nhất trường đều nhận được lời mời hợp tác, ký kết hợp đồng ủy quyền hình ảnh và thực hiện chụp ảnh quảng cáo nhằm chuẩn bị sản xuất hàng lưu niệm. Căn phòng 208 sau khi được dọn trống không hề trả lại cho trường, hiện giờ nó giống như một phòng chụp ảnh tạm thời vậy. Đến ngày chụp ảnh, Giang Cần cũng có mặt tại hiện trường, nhìn những đôi chân trắng nõn nà mịn màng, khiến hắn không khỏi chảy nước miếng. Anh Giang, em là Từ Giai Nhu. Từ Giai Nhu mặc một chiếc váy dài màu trắng, đeo một đôi hoa tai dáng dài, mái tóc bồng bềnh sóng nước trông rất quyến rũ. Ồ, anh biết, hoa khôi mới đăng quang của Học viện Văn học. Giang Cần mới hôm qua thấy cô ấy trong bức ảnh không phù hợp, rất không phù hợp. Từ Giai Nhu cười ngọt ngào. Anh cũng tham gia cuộc thi Nam Vương phải không? Em cũng bỏ phiếu cho anh mỗi ngày đấy. Đàn em rất hiểu các soái ca đấy. Đương nhiên rồi, trong lòng em, anh mới là nam thần số 1. Giang Cần mỉm cười, biết rằng lúc này nên đáp lại một câu gì đó như em, gái à, trong lòng anh em mới là nữ thần số 1. Nhưng không được, nữ thần số 1 trong lòng hắn là cái người luôn tỏ ra lạnh lùng kia. Thấy Giang Cần không trả lời, Từ Giai Nhu không nhịn được mở lời, đàn anh,
Mặc dù lời này không nên do em nói ra, nhưng cuộc thi của các anh có vẻ như có lỗi hệ thống. Từ Giai Nhu thuộc khoa văn, chắc chắn không hiểu gì về kỹ thuật máy tính hay lập trình, Giang Cần không ngờ rằng cô ấy cũng có thể phát hiện lỗi, điều này khiến hắn phần nào ngạc nhiên. Em phát hiện lỗi gì vậy? Có người đang gian lận bỏ phiếu, mặc dù em không biết cô ta làm thế nào, nhưng chắc chắn cô ta đã gian lận, em muốn tố cáo công khai. Chương 1138, hình ảnh vi phạm quy định, 3. Giang Cần ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Từ Giai Nhu sẽ không tố cáo những người dưới tay mình bỏ phiếu gian lận, bởi điều đó không mang lại lợi ích gì cho cô ấy. Vì vậy mặc dù không nói ra, nhưng Giang Cần biết cô ấy đang ám chỉ người đứng đầu là Phùng Khó Thua. Nếu Lộ Phi Vũ ở đây, chắc chắn sẽ lao lên mắng chửi. Cô gái với vẻ ngoài miễn cưỡng được coi là dịu dàng này, không biết đó là sếp bà của chúng tôi sao. Nhưng Giang Cần luôn miệng khẳng định mình độc thân, hơn nữa Di Hu không cho phép thảo luận về ba từ Phùng Nam Thư. Cô nàng dễ thương kia lại mắc chứng sợ xã hội, khoa văn lại ở cơ sở phía đông, Từ Giai Nhu là sinh viên năm nhất, có thể cô ấy không biết. Việc này cũng giống các siêu sao hạng A, ngoài mặt đóng vai trai độc thân nhưng thực tế đã có con. Có điều, Từ Giai Nhu cũng thú vị, không có bằng chứng gì đã dám mở miệng tố cáo. Nhất là câu mặc dù em không biết, nhưng cô ta chắc chắn, cách nói này thực sự rất có phong cách tiên nữ. Được rồi, cảm ơn em đã phản hồi, bọn anh sẽ điều tra kỹ lưỡng sự việc này. Cảm ơn anh. Một số người, một khi đã quen biết, dường như cơ hội gặp gỡ họ cũng trở nên dễ dàng hơn. Có vẻ như đây là một bí ẩn, nhưng có thể cũng có lý do khoa học đằng sau mà Giang Cần không thể hiểu nổi. Chiều thứ năm, Giang Cần trở về từ trụ sở của Manti Group, ghé qua phòng tập thể dục để xem siêu tử chơi bóng rổ. Sau đó hắn đã gặp Từ Giai Nhu và bạn cùng phòng của cô ấy. Cô hoa khôi giảng đường này mặc một chiếc váy liền hoa cúc ngắn, lộ ra đoạn đùi trắng ngần. Vòng một đầy đặn của cô ấy thu hút không ít ánh mắt của các chàng trai, miệng hô to đánh hay lắm mà không hề lạc lõng trong sân bóng rổ. Đàn anh, lại gặp nhau rồi. Thật là trùng hợp. Giang Cần ngồi trên khán đài, gật đầu nhẹ nhàng, giống như một nam thần hệ cấm dục không hiểu chuyện gió chăng. Thái độ này nếu đặt lên người khác, Từ Giai Nhu sớm đã lường nguýt, bà đây tốt xấu gì cũng là hoa khôi giảng đường cơ mà, đến lượt bay phớt lờ sao. Nhưng không hiểu sao, thái độ này khi đặt lên Giang Cần có tài sản vài trăm triệu lại trở nên vô cùng quyến rũ. Đặc biệt là khi nghĩ đến tài sản vài trăm triệu, cô ấy cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Bạn cùng phòng đi cùng Từ Giai Nhu vẫn còn bàn tán xôn xao, nói rằng áo anh Giang mặc thật sành điệu. Không biết là đồ cao cấp của thương hiệu nào, nhưng thực chất chỉ là hàng giá rẻ mua từ trung tâm thương mại Vạn Chúng. Đó là người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng hoa khôi giảng đường đấy, cười thật ngọt ngào, lão Giang cậu thật sự may mắn. Tào Quảng Vũ cũng ngồi trên khán đài, vừa hô vang khích lệ siêu tử, vừa lẩm bẩm. Giang Cần quay đầu nhìn y, chỉ vì cô ấy nói lời chào anh mà đã thấy may mắn. Vậy những người gọi tôi là nam thần kia có phải là có bầu ngay tại chỗ không? Cô ấy sao không chào tôi nhỉ? Cậu quá đẹp trai, khí chất của tỷ phú đời hai quá rõ ràng, không phải người thường, dù cô ấy có xinh đẹp đến mấy cũng không dám đâu. Tào Quảng Vũ méo miệng, bỗng nhiên cảm thấy Giang Cần hôm nay đặc biệt dễ nhìn. Giang Cần vừa nói xong, liền thấy siêu tử đột ngột nhảy cao, nhanh và mạnh, lao tới dưới bảng rổ rồi bật lên, khiến mọi người đều nhảy lên định chặn đứng y, nhưng không ngờ lại là một đường truyền. Người nhận bóng là một chàng trai cao lớn, lùi lại một bước rồi lại nhảy lên, thành công ném bóng vào rổ. Ngay sau đó, tỷ số cố định ở 26-25, cả sân vang lên tiếng hoan hô, đội bóng rổ tập trung quanh siêu tử, hoan hô vang dội, tán thưởng cho hậu vệ nhỏ con của mình. Nhìn siêu tử bị một đám ngực to vây quanh, cọ sát, binh binh bang bang đụng phải, Giang Cần không nhịn được nuốt nước miếng, ra tay nổi lên một lớp da gà. Thật là ghen tị mà. Nhâm Tự Cường vỗ đùi, không ngờ kỹ năng bóng rổ của siêu tử lại thần sầu như vậy. Giang ca, hai người chúng ta cao lớn như vậy thật sự là uổng phí. Tào Quảng Vũ liếc nhìn y một cái, cho Nhâm Tự Cường, sao lại loại trừ tôi? Cậu nói ba người chúng ta thì chết à? Xin lỗi Tào ca, ý tôi là, ba người chúng ta, hai người rưỡi cao lớn như vậy thật sự là uổng phí. Cuộc thi đấu bóng rổ lần này do câu lạc bộ bóng rổ tổ chức, không phải là chính thức, nhưng giải thưởng dù sao vẫn có.
sau đó cũng không biết ai kích động, nói là Giang Tổng đến xem trận đấu, cuối cùng trực tiếp được người phụ trách câu lạc bộ bóng rổ nhiệt tình mời để hắn trao giải cho đội bóng của siêu tử. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1139, bảng xếp hạng Hoa Khôi giảng đường kỳ thứ 2, 1. Người phụ trách câu lạc bộ bóng rổ này có chút trình độ, lại lôi tôi ra làm người trao giải không công. Nếu chụp một bức ảnh quảng bá ra ngoài, có lẽ sang năm lúc các câu lạc bộ tuyển thành viên sẽ dễ dàng chiêu mộ hơn. Ôi, nếu đã được mời một cách nhiệt tình như vậy, thì hãy để Ngô Ngạn Tổ tôi tô thêm ánh sáng và sắc màu cho cuộc thi này. Giang Cần vỗ đùi, mỉm cười bất đắc dĩ rời khỏi khán đài, lên sân khấu. Nghe xong, Tào Quảng Vũ cảm thấy da đầu tê dại, tự hỏi bản thân khi nào mới có thể làm màu một cách tự nhiên và trơn tru như vậy. Hiện y đang học hết thảy những chiêu thức của Giang Cần, không hề có chút sáng tạo nào của bản thân, luôn cảm thấy trong lòng không cam tâm. Anh Giang thực sự rất có khí chất. Người giàu có khí chất là chuyện đương nhiên, nhưng không hề kiêu ngạo, nói chuyện rất gần gũi với mọi người. Từ Gia Nhu ngồi ở phía đối diện khán đài, bàn tán rôm rả cùng với bạn cùng phòng. Nghe Từ Gia Nhu đưa ra đánh giá chủ quan về Giang Cần, bạn cùng phòng không khỏi ngạc nhiên, các cậu đã quen biết rồi sao? Quen rồi, lần trước đã nói rồi mà, Jihu mời tớ đi chụp ảnh, anh Giang cũng có mặt. Cậu còn quen biết với ông chủ của Jihu nữa cơ à, vậy chức vị Hoa Khôi số 1 chắc chắn rồi nhỉ? Chắc chắn rồi, tớ đã công khai tố cáo người ta sử dụng thủ đoạn để lên top, khi ấy nếu cô ta bị loại, chắc chắn tớ sẽ là số 1. Bạn cùng phòng khẽ mím môi, cậu chắc chắn là người kia sử dụng thủ đoạn chứ? Từ Gia Nhu cười khẽ, thông tin cá nhân của Phùng Khó Thua viết là sinh viên năm 3, cậu không thấy điều đó kỳ lạ sao? Lứa sinh viên năm 3 đã chọn xong rồi, nếu cô ta thực sự là nữ thần, vậy tại sao lúc đó không giành được vị trí nào? Có lý, Từ Gia Nhu vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn trong nhóm fan hâm mộ của mình. Nội dung đại khái là người đứng đầu bảng chắc chắn là dùng thủ đoạn để lên top, nếu để vượt qua cô ấy không thể chấp nhận sự mất mặt này, sau đó kích động mọi người nhanh chóng đi bỏ phiếu. Sinh viên là nhóm người giàu lòng công bằng, không cần bằng chứng cũng có thể kết án bạn. Trong những ngày cuối cùng, số phiếu của Từ Gia Nhu tăng vọt. Nhưng vào 3 ngày cuối cùng, số phiếu của Từ Gia Nhu và Phùng Khó Thua vẫn còn cách nhau vài trăm phiếu, việc cô ấy mong đợi là bị loại do gian lận vẫn chưa xuất hiện. Từ Gia Nhu hơi sốt ruột, vì vậy cô ấy đã lên diễn đàn công khai đăng bài, bày tỏ mình không quan tâm đến việc đứng đầu hay thứ hai, nhưng hy vọng cuộc thi này có thể diễn ra một cách công bằng và minh bạch. Mỗi phiếu bầu của tôi đều là sự cố gắng của các fan, nếu cuối cùng thua cuộc vì thủ đoạn kỹ thuật, tôi thà không nhận giải thưởng. Tôi có thể đứng thứ hai, thậm chí là thứ ba, nhưng tôi không cho phép những nỗ lực của mọi người thua cuộc trước những thủ đoạn đáng khinh. Phải nói rằng, một cô gái đến từ khoa văn như Từ Gia Nhu thực sự có chút tài năng. Chỉ vài câu nói đã kích động được tình cảm của mọi người, số phiếu của cô ấy bắt đầu tăng vọt. Chiều cuối cùng của tháng 5, cửa bầu chọn cho cuộc thi Hoa Khôi và Nam Vương trường học đã đóng lại, tất cả các vị trí đã được xác định, không còn thay đổi nào nữa. Về kết quả của cuộc thi sắc đẹp lần này, trong trường mỗi ngày đều có người thảo luận. Đây cũng giống như một cuộc kiểm tra nhan sắc toàn diện giữa các khoa, cùng với một đám trai xinh gái đẹp đều rất dễ nhìn, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề nóng hổi hiện tại. Dù sao, sinh viên đại học khác không như Giang Cần, dành toàn bộ thời gian hàng ngày để lo lắng cho công việc kinh doanh của mình, họ ngoài việc học ra, có rất nhiều thời gian để hóng hớt. Lúc 5 giờ chiều, bảng xếp hạng Nam Vương và Hoa Khôi cùng lúc được công bố trên banner của Jihu. Gia Nhu, cậu đã trở thành Hoa Khôi số 1 rồi. Thật ư? Ừ, vừa mới công bố xong, cậu đứng đầu, còn Phùng Khó Thua đứng thứ hai đó. Cứ tưởng sẽ bị hạ bệ. Từ Gia Nhu giành được vị trí đầu tiên, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy không thoải mái về người đứng thứ hai. Các nhóm fan nhỏ lớn ở khu đông cũng đang bàn tán về sự kiện này, nhất là vì Từ Gia Nhu đã từng trực tiếp chỉ trích tính công bằng của bảng xếp hạng. Cuối cùng cô ấy thực sự đã giành được vị trí đầu tiên, khiến mọi người cảm thấy việc Phùng Khó Thua tăng phiếu giống như là bằng chứng cụ thể. Vì thế, mọi người đều phê phán Jihu vì biết rõ có gian lận phiếu bầu nhưng không quan tâm, vẫn để Phùng Khó Thua giành được vị trí thứ hai.
Chương 1140, bảng xếp hạng Hoa Khôi giảng đường kỳ thứ 2, 2. Thực ra đây là chuyện bình thường, Jihu không thể thừa nhận rằng bảng xếp hạng của mình không công bằng, nếu không giá trị của cuộc thi này sẽ mất đi, sau này làm sao lăn lộn nữa. Nhưng cũng không thể công khai trao giải cho một kẻ gian lận. Mọi người có thể tổ chức đi đến lễ trao giải, khi đến lúc trao giải hạng 2, tất cả cùng lên tiếng phản đối. Ha ha ha, lên tiếng phản đối trước mặt mọi người thật là quá đáng. Hãy để họ biết, trong mắt chúng ta không chứa được sự xấu xí. Trung tâm quảng giáo rất quan tâm đến cuộc thi sắc đẹp của Jihu lần này, dù sao họ cũng là một đơn vị truyền thông của trường. Mặc dù họ quảng cáo những điều có tính chất chính thống, nhưng họ vẫn hy vọng có thể hòa mình vào giữa sinh viên. Vì thế, ngay ngày hôm sau khi công bố kết quả, Từ Giai Nhu được mời đi phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn, Từ Giai Nhu cũng gặp được Sở Tư Kỳ, hoa khôi đầu tiên của trường và hiện là trưởng đài phát thanh quảng giáo. Vẻ ngoài của hai người không chê vào đâu được, nhưng Từ Giai Nhu có vòng một lớn hơn Sở Tư Kỳ một chút, về mặt hình thể thì có phần nhỉnh hơn một chút. Chị ơi, chị đến trao giải cho em à? Chị à? Sau buổi phỏng vấn, Từ Giai Nhu nhìn Sở Tư Kỳ, chị là hoa khôi đầu tiên của trường mà, chị đến trao giải cho em, giống như là một sự kế thừa vậy, biết đâu lại gây bão trên diễn đàn nữa. Sau khi nghe xong, Sở Tư Kỳ im lặng một hồi lâu, em gái à, nghe chị nói một câu, đừng coi trọng danh hiệu hoa khôi của trường quá. Tại sao? Em sẽ sớm biết, thực ra danh hiệu này chỉ là trò cười mà thôi. Sở Tư Kỳ hiểu rõ tâm trạng của Từ Giai Nhu lúc này, khi chính cô ta cũng từng đoạt giải hoa khôi đầu tiên của trường, tự hào đến mức muốn tất cả mọi người đều biết. Cô ta cũng từng như vậy, tận hưởng sự ngưỡng mộ từ mọi người, hưởng thụ ánh hào quang bao quanh, cho đến khi cô ta nghe nói Phùng Nam Thư cũng ở trường này, nghe nói Giang Cần không cho Phùng Nam Thư tham gia cuộc thi. Vì thế, mỗi khi ai đó nói cô ta là hoa khôi đầu tiên của trường, cô ta luôn cảm thấy có chút miễn cưỡng. Từ Giai Nhu không hiểu tâm lý của cô ta, nghĩ rằng có lẽ cô ta cảm thấy danh hiệu hoa khôi giảng đường của mình không còn là duy nhất, nên lời nói có phần chua chát. Vì vậy, Từ Giai Nhu cũng không để tâm, quay người rời khỏi trung tâm quảng giáo. Đàn anh, em đạt được hạng nhất rồi. Khi đến lễ trao giải, anh có đi không? Có thể tự tay trao giải cho em không? Giang Cần ngồi trong căng tin, liếc qua tin nhắn Quy Quy, rồi đút cho Phùng Nam Thư một miếng thịt, cảm lạnh khỏi rồi, ăn cơm cũng thấy ngon phải không? Phùng Nam Thư nhìn hắn một cái, Giang Cần, em thấy mình khỏi cảm lạnh nhanh quá. Điều đó chứng tỏ sức khỏe của cậu tốt. Làm sao để sức khỏe kém đi? Giang Cần sửng sốt một chút, đừng bảo cậu đang nghĩ cách làm sao để mình lại bị cảm lạnh một lần nữa đấy nhé. Phùng Nam Thư nói với gương mặt nghiêm túc, em không có. Nếu cậu dám cố tình bị cảm, mình sẽ đánh vào mông cậu đấy. Anh trai đôi khi lại bất ngờ thông minh. Giang Cần lúc này mới cầm lên điện thoại, đọc tin nhắn, tiểu phú bà, cậu có biết cuộc thi đã kết thúc, giờ cậu đã là hoa khôi số 2 của trường rồi không? Phùng Nam Thư lắc đầu, nhìn vào đũa của hắn, há cái miệng nhỏ xinh, Giang Cần, ăn tiếp nào. Vào một buổi sáng cuối tuần tại sân tập của Đại học Lâm Xuyên, bảng quảng cáo in logo Jihu, Manti Group và trang đầu tối nay được dựng lên, xung quanh là hàng loạt gian hàng nhỏ được bày biện với nhiều sản phẩm phụ trợ. Các cửa hàng tại quảng trường phía trước cũng đặc biệt đến tham gia vào không khí sôi động này, hưởng lợi từ lễ trao giải cho Hoa Khôi và Nam Vương của trường. Từ tiệm đồ ngọt giới thiệu sản phẩm mới, siêu thị của trường quảng cáo hàng hóa, cho đến gian hàng tư vấn các lớp học IELTS và TOEFL. Toàn bộ sân tập có vẻ như đã mang một chút không khí của một kỳ hội chợ lớn, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả lễ hội nghệ thuật vài ngày trước. Mà thật sự đã có một lượng lớn sinh viên bắt đầu tụ tập về phía sân tập, vừa ăn vừa chơi, cuối cùng tập trung lại trước bục trao giải, nhìn xung quanh, đầu người chen chúc. Dẫu sao, đợt này không chỉ có Hoa Khôi mà còn có Nam Vương, sự xuất hiện của các trai xinh gái đẹp chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Điều quan trọng nhất là, mọi người đều là người tham gia bình chọn, mang một cảm giác hứng thú như thể mình đang lăng xê một ngôi sao. Đặc biệt là khi sự kiện diễn ra ngay gần đó, những ai rảnh rỗi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tham gia. Nhìn kìa, Nam Vương đầu tiên của Lâm Xuyên, Trịnh Siêu. Tôi vẫn thấy Nghiêm Tử Giật đẹp trai nhất, tiếc là chỉ đạt vị trí thứ hai. Nghiêm Tử Giật thua ở chiều cao mà thôi, chỉ nhìn mặt thôi thì quả thật Trịnh Siêu có vẻ đẹp trai hơn một chút.
Các bạn vừa nghe xong tập 114 của bộ truyện Đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.